chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh review chia sẻ về cái sản phẩm về điện máy. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một mẫu TV Sony năm 2021 có kích thước là 50 inch mọi người nhé. Ký hiệu sẽ là KD gạch ngang 50X86G. Dòng sản xuất mới nhất vào tháng 5 năm 2021. Dòng này thì có thiết kế rất chi là đẹp. Đấy, thiết kế của nó sẽ là thiết kế tràn viền các bác nhé. Thiết kế tràn viền ba cạnh, hai cạnh hai bên và một cạnh trên cùng. Rất chi là ấn tượng so với các dòng TV mà các bác đã xem trong những năm 2020. Mặc dù là dòng TV tầm trung thôi, nhưng mà nó cũng có những thiết kế rất chi là đặc biệt ấn tượng và những công nghệ mới nhất của 2021 tích hợp trên dòng TV Sony này. Đối với dòng KD50X86G, các bác sẽ có nhiều sự lựa chọn khác, ví dụ như là 55 inch, 65 inch hoặc là 75 inch. Thì trên đây em có con 50 inch mọi người nhé. 50 inch thì các bác có thể kê trong phòng khách hoặc là trong phòng ngủ thì đều được cả, cũng rất chỉ là hợp lý. Ở đây thì em sẽ có cho các bác xem là cái tem năng lượng của Bộ Công Thương phát hành trên dòng TV Sony này. Dòng Sony thì tất nhiên là sản xuất ở Malaysia rồi. Ký hiệu sẽ có trên tem sản phẩm. Công suất tiêu thụ điện của nó sẽ rơi vào là 140 W trên 1 giờ cho dòng TV Sony. Đấy. Ấn tượng của phần mặt trước chính là cái phần thiết kế tràn viền của cái khung viền ba cạnh. Phần chân của TV năm nay cũng sẽ được thiết kế cũng khá là tương đồng so với năm 2020. Đó là chân hình chữ V và đặt ở chính giữa hai cạnh ở hai bên. TV nó không xoạng chéo như giống mọi năm 2019 nữa, mà nó sẽ giật vuông góc với TV như thế này để giúp cho TV cảm thêm chắc chắn hơn mọi người nhé. Đấy là phần chân của năm nay. Phần nắp sau lưng của con TV này cũng khá là thiết kế cũng khá chỉ là lồi ra phía sau. Đấy là đặc thù của TV Sony thì con nào cũng tương tự như vậy. Nếu mà các bác muốn mỏng thì có thể mua lên những dòng TV cao cấp như dòng OLED hoặc là cái dòng TV X90G thì nó sẽ mỏng hơn khá rất là nhiều. Và dòng 86 này cũng thiết kế nó chỉ là được thiết kế phần tràn mặt trước là lỗi thôi. Tuy nhiên thì chúng ta xem phần mặt trước là chính, còn mặt sau cũng không quá là quan trọng đâu. Đấy, phần đèn nền của nó thì là đèn nền nồi rồi, nên nó sẽ rất chỉ là bền cho các bác sử dụng. Với cái công suất tiêu thụ của nó thì 140W và cái phần tiếng, công suất tiếng của nó là 20W cho mỗi loa là 10W mọi người nhé. Dòng này thì sẽ chạy hệ điều hành của nó là Google TV. Đấy, TV sẽ được bảo hành cho các bác là 25, bảo hành điện tử của Sony 25 và đổi mới trong 30 ngày đầu nếu mà TV gặp lỗi của sản xuất mọi người nhé. Điều khiển thì sẽ được bảo hành 6 tháng. Con này thì sẽ đi kèm cho các bác những cái công nghệ hình ảnh cũng như là công nghệ âm thanh là nổi trội nhất mọi người nhé. Công nghệ hình ảnh thì có đi kèm với nó là công nghệ xử lý chip 4K. Con chip 4K của nó là chip 4K HDR Production 4K. Đấy, ngoài ra thì có đi thêm là công nghệ HDR Production X1 mọi người nhé. X1 và một con công nghệ X-Retix. Có công nghệ X-Retix Pro giúp cho cái hình ảnh của nó sẽ được sắc nét hơn. Ví dụ như các bác đang xem ở đây, những cái hình ảnh của nó sẽ là hình ảnh 4K, các bác xem được trải nghiệm những hình ảnh nó là chân thực nhất. Kết hợp với những hình ảnh như thế này sẽ nó có những cái công nghệ về âm thanh đi kèm với nó, công nghệ âm thanh DTS Surround giúp cho chuyển động hình ảnh với cả âm thanh nó sẽ được mượt mà hơn các dòng TV khác. Dòng TV này sẽ có vẫn tích hợp cho các bác là dòng điều khiển thông minh và có tìm kiếm giọng nói mọi người nhé. Em sẽ đi thử bật phần giao diện của Google TV lên cho các bác xem. Đây là giao diện chính của Google TV mọi người nhé. Cái này thì em chưa có cài đặt lên. Đây các bác thể thấy chương trình của Google TV, chương trình giải trí. Video các bác đang xem được tài trợ bởi cơ sở đồ gỗ nội thất Tuấn Long, cơ sở chuyên sản xuất, buôn bán các loại đồ gỗ nội thất, phòng khách, không gian hiện đại như các loại đồng hồ cây, các loại tủ rượu, tủ góc được yêu thích nhất năm 2021, giá thành chỉ từ 5,5 triệu đồng. Các bác liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn và mua hàng. Xin chân thành cảm ơn. Chương trình của Google TV, chương trình giải trí các bạn yêu thích. Nếu mà sau khi cài đặt lên TV chỉ như thế này thôi. Còn nếu mà các bác muốn vào ứng dụng này, có thể thiết lập cái Google TV này bằng cách là đăng nhập tài khoản Gmail vào.
chúng ta chỉ cần đăng nhập một tài khoản Gmail vào, nó sẽ tải được tất cả những ứng dụng của TV Soli về. Đấy. Thì sau khi mà các bác tải về rồi thì em sẽ bật một con TV lên để tránh cái quá trình cài đặt nó lâu. Đây, tài khoản này em sẽ đăng nhập một tài khoản để vào. Đây, sau khi các bác đã nhập tài khoản cũng như là mật khẩu vào thì chúng ta sẽ cài đặt cái giao diện của Google TV này. Các bác đợi một lúc nó sẽ lên cái giao diện của Google TV năm 2021 cho các bác có nhiều cái thay đổi mới so với năm 2020. Và em đã chia sẻ trong những video trước rồi, các bác có thể vào xem cái phần giao diện mà em chia sẻ. Đây là bắt thiết lập trợ lý ảo này. Trợ lý ảo trên TV. Các bác đợi một lúc nó sẽ hoàn tất cái quá trình cài đặt các ứng dụng nhé. Đây là sau khi đã hoàn tất cái quá trình cài đặt mọi người nhé, mọi người bấm vào khám phá, bắt đầu khám phá. Thì đây là chính là giao diện của Google TV sau khi các bác đã cài đặt xong trên con 50X86G các bác nhé. Ở đây sẽ có cái kho ứng dụng này, mọi người để ý thấy này, kho ứng dụng ngay bên cạnh này. Đấy, đây có đầy đủ các ứng dụng giống như dòng Android TV có, các bác có. Phía dưới này là các phần giải trí, chơi game, nghe nhạc. Các bác có thể đăng nhập vào để sử dụng mọi người nhé. Cái này thì các bác được khuyến mại 12 tháng các ứng dụng xem phim giải trí như là Clip TV hay là VTV Cap. Các bác có thể đăng nhập vào để sử dụng nhé. Đây là kho ứng dụng của Google TV. Thì trong này sẽ có thêm những tính năng thông minh như tìm kiếm giọng nói hoặc là kết nối Bluetooth thì đều có. Để kết nối cũng như là cài đặt các ứng dụng, các cái phần trong TV thì các bác vào phần cài đặt ở bên này nhé. Đây, có phần trong phần cài đặt này nó sẽ có đầy đủ hết phần cài đặt từ hình ảnh, âm thanh, mạng, tài khoản Google hay là Bluetooth. Nó sẽ có đầy đủ hết trong cái phần cài đặt này cho các bác vào phần đây để cài đặt. Đấy, nó khác so với dòng Android một chút thôi. Thì tuy nhiên thì phần sử dụng nó cũng giống như Android thôi, cũng không khác gì cả. Nó là dòng Android TV nhưng chạy trên nền tảng của Google mọi người nhé. Đấy. Con này thì giá thành của nó sẽ rơi vào là 20.190.000. Giá thành cho dòng 50 inch là 20.190.000 các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.